Rồi nay mùng 5 Tết thì cũng bắt đầu hết Tết rồi anh chị. Đang thu gom bò thịt để phục vụ cho năm mới đó anh chị. Đó thì bên chăn nuôi bò giống Long An luôn cung cấp những con giống lớn, đẹp, to, độ, dễ nuôi, dễ ăn uống, nó pin lực để nuôi đường dài. Đó thì những con bò giống này đã bán cách nay khoảng ngoài 2 năm rồi anh chị. Đó giờ lớn đủ đủ ký đủ thịt thì chủ ra bò thịt để bắt lại bò chốt bên chăn nuôi bò giống Long An nha anh chị. Đó thì bán nhờ mối mang, nhờ uy tín. Đó thì bao đầu ra thì anh chị nào có cần bò được vô béo, có bò thịt thì liên hệ trao đổi mua bán anh chị ơi. Đó thì bên chăn nuôi bò giống Long An sẽ mua sát giá cho anh chị có lợi nhuận. Rồi anh chị thấy clip hay kênh hay cho lượt đăng ký chia sẻ. Những con bò này thì nuôi càng nhiều thịt thì nhiều tiền nha anh chị. Đừng nói bò rẻ thì giá thịt thì cũng cao. Đó tùy theo bò đặc hay không đặc, đủ ký đủ thịt kèm bao bê hay là bò nào đủ đầu đít đầu nở, dung đầu dung đít thì có ký có tiền anh chị ơi. Đó con bò thì vô giá. Đó thì kem này cũng kem tơ, làm giống cũng được, nuôi lấy thịt cũng được. Đó thì bán mộ mẹ con, giờ mua lại con đó anh chị ơi. Đó thì anh chị nào có cần bò cái sinh sản thì hay là bò đực vô béo, bò ủ thịt thì liên hệ trao đổi mua bán anh chị ơi. Anh chị cứ mạnh dạn liên hệ trên kênh chăn nuôi bò giống Long An luôn, phục vụ những con giống tốt nhất. Đó, con nào xấu không nuôi kinh tế được thì sẽ bán thịt không bán bò giống anh chị. Đó mua bán là phải thận bán vừa mua, bán để lấy cái kênh uy tín anh chị ơi. Đó số lượng không bằng chất lượng anh chị. Đó bò quá đắt lời luôn anh chị. Bò này từng thịt không cũng ngoài hai mấy triệu rồi. Đó thì anh chị nào có nhu cầu bán bò thịt, cần bò giống thì liên hệ. Đầu năm kính chúc cô chú anh chị gần xa làm ăn thuận lợi phát tài luôn. Đó rồi, thấy clip hay kênh 200 lượt đăng ký chia sẻ em cảm ơn nhiều.